Nếu như không coi đấy, ngón tay giả. Mày có thể làm mọi thứ như ngón tay thật. Không, mình ghét việc này. Đây là con tôi, tôi đi làm đây. Ha, mình thích trò này và nó còn ngon nữa. Dạ cũng được. Không, mình ghét việc này, mình chỉ cần sao lại là mình? Mình chỉ muốn làm ngón tay đánh piano. Ha ha, mình là Huggy Wuggy. Ha ha. Không, cãi đầu. Ha, đây rồi này. Hả? Hả? Tay robot sao? Ha, nó là này. Tiện ích massage đây rồi. Thử đéo. Xin chào, cậu thích động tác massage chứ? Có một con lần. Chờ tay mình á. Yay, mình thích công việc này. Ờ, cậu ấy có bao giờ tắm không vậy? Yêu, lòng nó đi. Ouch, ouch, tại sao? Mới tanh luôn. Yeah, tôi có ý tưởng này cho cô. Đừng, dừng tay đi cậu nhóc, như người bình thường ấy. Đó là đồ massage của mình mà. Phew, cảm ơn Mac, mình không được chuẩn bị cho việc này. Yay, mình có thể làm mọi thứ mình muốn vì không ai quan tâm, thích thật. Bình đựng nước thì còn ếch. Yay, đổ nước vào chai rồi chỉ cần nhấn ở đây và đợi cho nước đầy ly. Chán quá. Không ngờ là những con ếch có thể đẹp như vậy. Mình có ý này rất hay. Mình sẽ đổ đầy Nutella vào đây. Thôi nào ếch, cho ta Nutella đi. Gì đấy? Không được rồi. Lắc thử nào. Thôi nào ếch. Gì vậy? Ngon quá. Xem mình tìm thấy gì này. Búp bê Ken với bàn tay linh hoạt. Ouch, dừng lại đi. Ouch, tay của mình. Ouch, mình nên tập yoga như mẹ bảo. Barbie, sao bạn của cứng đi? Ouch, trả lời nữa nhé. Ouch, giờ hôn đi. Nào Ken, đừng ngại. Mình không muốn nụ hôn đầu lại như vậy. Mình tưởng tượng nụ hôn đầu sẽ khác cơ. Anh yêu em. Mà yêu đủ rồi đấy. Dữ dội quá, Barbie tuyệt ghê. Không tệ lắm nhỉ. Barbie là con gái đúng không? Chúng khác nhau ở chỗ nào nhỉ? Gì vậy? Hey, Ken sẽ ganh tị đây. Wow. Hư quá. Cậu chưa đủ tuổi hẹn hò đâu. Tỉ nào Kenny. Hi, bye. Hi. Bye. Hi, bye. Chào, ánh sáng ban ngày. Mình thích trồi lên. Yay. Kiên tuyến đây. Mày sẽ thích kiên tuyến đấy sao? Sao mọi người cứ thử trò này vậy? Xem này, kim tuyến cho tất cả mọi người. Yay. Yay, kim tuyến khắp mọi nơi. Yay, mình thích bóp. Bóp bóp bóp. Yay, chưa bao giờ thấy giống người như này. Cậu có thể nhẹ tay hơn không? Thôi nào, đủ rồi. Sao vậy? Kẹt rồi sao? Sao ấy? Mình không thể để bản thân bị đau. Đỡ này. Mặt mình đau quá. Kẹo. Kẹo tầm bột là ngon nhất. Yay. Wow, mình thích bột chua. Việt quất, vị mình thích nhất. Yay, đầy bột luôn, hỗn hợp chua. Ngon quá, ngon quá. Thích quá. Tiếp đi. Đúng rồi, chua cũng ngon, nhưng ngọt ngon hơn. Yay, trên đường này phủ Nutella sẽ luôn. Ouch. Không, nhóc, quy luật 5 giây. Ôi không, dính đầy tóc rồi. Tạm biệt lớp phủ Nutella. Đừng lo Loli, tiện ích này sẽ chăm sóc kẹo mút. Vào, ra, vào, ra. Thôi. Wow. Không. Tôi không dọn đâu. Tôi không cần chị. Không hiểu sao bố thuê vũ em khi mình đã có cái này. Mày đây rồi. Dọn đống lộn xộn này đi. Quét sạch, quét sạch, quét sạch, quét sạch, quét sạch, quét sạch, quét sạch. Chuyển hướng, chuyển ngại vật. Gì vậy? Ta không phải là rác. Mày đi sai hướng rồi. Quét sạch, 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 quét sạch. Chuyển ngại vật. Tiếp tục. Chuyển ngại vật. Tiếp tục. Chuyển ngại vật.
cơn. Gì vậy? Ôi không, mày hút bụi, mày không sao chứ? Sao mày lại thế? Còn mới mà. Tôi cũng không sửa nó đâu. Lên trên đường nhé. Nghe nhạc thôi, nghe bài Pola mới nào. Hả? Tay nghe bên trái vì sao vậy? Kỳ lạ, lúc nào cũng vậy. Có lẽ nên để chúng nghỉ ngơi. Bắt đầu chứ, chơi thôi. Oh yeah, 1, 2, bắt trượt. Lăn nào. Mày sẵn thích khúc này, yeah. Làm lại nào. Nhảy với tôi chứ. Dĩ nhiên thưa ngài. Oh, tôi rất thích nhảy. Vui hơn. Xoắn người, trò mình thích nhất. Yay, đến lượt tôi. Dẻo đấy. Yay, mình thích xoắn người. Bàn tay phải màu vàng. Bàn chân trái màu xanh. Mình thì thấy bài hát rồi. Sao cơ? Hả? Oops. Đã chết. Thôi nào, lần nào cũng vậy. Như thế mình đã chơi xoắn người vậy. Không, đừng chia rẽ chúng tôi, đừng. Cuối cùng cũng hết xoắn. Giờ dùng tay nghe được rồi. To lên nào, to lên. Yay, chơi Lego thôi. Nặng quá, khơi không. Giờ có biết thế nào là đau rồi đấy. Vì tất cả số Lego bị mất trong nhà này. Lại nữa sao? Ôi, đó là trò trả đũa của cô ấy à. Mặt cô ấy kìa. Tính gì ghê vậy nhỏ. Đau quá cực, Lego đó. Đây là trò trả đũa của cô đấy hả? Cứ vậy. Ew, cậu muốn tôi làm gì? Tôi bắt được cậu rồi, họ đâu? Go, tôi mới bắt được cậu ta mà. Cục Lego á, kệ đi. Đau quá, mình nghĩ cô ấy phải giỏi việc gì đó. Yum, hot dog, ngon quá. Hey. Ngon quá, mình thích hot dog. Ngon ghê. Mình sẽ mất hương vị mất. Ngon ghê, mình cần thêm mù tạt. Ý là mù tạt, hớt ghi quá ghi. Để TX này ở đây. Mù tạt. Ngon biệt hương vị, giờ mày là hot dog mù tạt. Mù tạt ngon quá, mình thích món này. Hương vị của mình. Ngon ngon ngon, hot dog mù tạt ngon ngon. Thế một người thích mù tạt nữa, lẽ ra mình phải biết chứ. Đi theo đám đông, đi theo đám đông, thả lòng cơ thể. La 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 la. Ước gì anh có thể giả vờ là không cần em. Cẩn thận. Quá trễ rồi, tôi đang té hả? Ôi không, iPhone của mình. Không sao chứ. Tôi chết rồi. Thôi nào, bật đi. Không được rồi. Mình có ý này. Gạo. Chỉ cần bỏ nó vào đây. Đừng lỡ iPhone, ta sẽ cứu mày. Hôm nay mình thật ngắn ngủi. Giờ đợi chút. Nó còn mới mà. Hy vọng là được. Ok, đủ rồi đấy. Xem thử nào. Cắm lên. Và là rồi. Yay. Yay, gạo thật kỳ diệu. Mình biết mình còn quá trẻ để chết mà. Có hiệu quả rồi. Yay, trời đất sét thôi. Mình là nghệ sĩ, nhìn này. Mình rất thích trò này, đất sét có màu. Đúng hơi nhiều đấy. Bà sẽ giải thích về việc tôi là người hướng nội như thế nào. Một ít màu xanh, sự kết hợp hoàn hảo. Trộn vào nào, vui quá. Tôi có nói cô rồi mà. Đây là con ốc sen thần kỳ. Mình là ốc mình sen. Mình rất là phần vò. Wow, mình không thích trò này, đất sét ngớ ngẩn. Lần nào cũng vậy. Đi in hình thôi. Gửi chiếc camera nào. Và với máy in lưu thứ, mình sẽ in hình ra. Hình nhìn đẹp đấy. In thôi nào, siêu tiện ích máy in. Ánh sáng. Gì vậy, hình sao? Để xem mình phải in gì. Cậu ta không cần đối. Nhưng mình là nghệ sĩ, mình có thể làm được. Màu vẽ. Chà, dễ hẳn luôn. Giờ thay đổi kích thước xem. Và in sẽ nhanh hơn. Cầm lấy này, cậu bé không cân đối. Yay! Gì đấy? Không giống mình gì cả. Phải gửi thêm mới được. Mình thích... vẽ trên... gì vậy? Nữa hả? Không! Quá nhiều cho một nghệ sĩ rồi. Lại là cậu ta sao? Vì
sẽ dạy cô ta cách tôn trọng thời gian của nghệ sĩ. Không nhận yêu cầu. Đó không phải là hình. Cái này không có tác dụng. Nó hỏng rồi. Được rồi. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy con? Meg, cô đang đau quá. Đứng lộn xộn gì đây vậy? Anh đây rồi. Tôi muốn tiền lương. Được rồi, hãy nhận tờ séc bất ngờ đi. Đây, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Cảm ơn. Cô bị đuổi việc. Thật bất công, tôi đi đây. Con trai, bố mua cho con cái này, tiền ích mới. Wow, tiền ích mới. Hả? Chúng tôi giúp bạn bớt lo lắng. Ha. Yeah, đến lượt tớ. Out. 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 Justin. Đây là cái máy tính thứ ba trong tuần rồi đấy. Chuẩn bị sang bà đi. Bà. Điện tử đúng là kinh khủng. Đừng mà. Bố mẹ sẽ trở lại khi con ngoan hơn. Gì vậy? Bà ơi, con đến rồi. Justin, cháu trai, con đến rồi đấy à. Bà ơi, con đây. Justin, cháu bà. Đây là quà của bà. Cảm ơn cháu yêu. Bà không thích quà của con à? Bà thích lắm cháu yêu ạ. Bà cũng có quà cho con nè. Bà ơi. Wow, món quà này xịn quá. Ta-da. Con cảm ơn. Tận hưởng máy tính mới đi nhá. Vẫn sửa đi cho rồi. Ơn trời, mình có mang theo đồ cần thiết. Bắt đầu cuộc chơi nào. Justin lại ăn đi. Con không đói à? Gì? Con không đói à? Gì? Con không muốn ăn. Sao? Vâng, con tới đây. Bà biết là con đói mà. Vậy bà đã nghe thấy hết hả? Gì? Wow. See the drip, yeah, I'm fitted up. I'm in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Bà ơi, thế này thì nhiều quá. Ăn ngay, ăn cho hết đấy. Nhưng đây mới là khai vị thôi. Con cảm ơn, nhưng con no rồi. Mình giống Sonic ghê. Sonic béo. Giờ mình có thể chơi rồi. Justin, giúp bà. Bà ơi, sao ạ? Mở giúp bà. Đúng là cháu ngoan. Justin. Sao thế ạ? Con có nhớ bài này không? Lê 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 lê. Justin. Sao nữa hả? Bà quên rồi. Justin. 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 Sao nữa? Hình như máy tính của bà hỏng rồi. Thông minh thế nhỉ?